Ngọc Hưng xin kính chào quý vị khán giả đài Global TV 51.5. Quý vị khán giả có bao giờ nghe về trung tâm Entertainment Nhật Trường không? Ngọc Hưng thấy không có quen lắm. Quý vị có muốn tìm hiểu không? Đi theo Ngọc Hưng nha. Wow, đông vui quá quý vị. Chị chào em. Cho chị biết em tên gì được không? Dạ, em tên là Hi. À, chào Hi. Em đang làm gì ở đây? Vậy các em làm gì ở đây mà đông vui quá vậy? Dạ, các em đang tập. Cho chị hỏi Hi là khi Hi tập mà chương trình lính thì cảm xúc của em như thế nào? Dạ, em đang nghỉ hè bây giờ, so em chỉ có giờ để làm mấy cái này. Hi nghĩ là trong tương lai Hi có tham gia vào quân đội không? Dạ có. Chị chào em. Dạ chào chị. Em tên gì? Em tên Hiếu. Hiếu đang đi học hay đi làm Hiếu? Ban ngày thì đi học, ban đêm, ban chiều thì đi làm. Em bận như vậy thì làm sao em có thời gian tới đi tập được? You know what? Tại đi tập đây là em muốn biết cái chuyện của như thế nào và em muốn biết mối xa xưa cha mẹ như thế nào. Vậy Hiếu nghĩ là trong tương lai Hiếu có tham gia vào quân đội hay không? Hiện bây giờ em have been training to become a state trooper. So that's mean in the next several months I will become a state trooper. So that's why I want to be here. Chị cảm ơn Hiếu rất là nhiều. Dạ em chào anh. Tại vì em thấy là các em ở đây thiệt là trẻ mà tự nhiên có một mình anh là lớn. Cho nên em cho em hỏi anh là ai, anh tên gì ạ? Kính thưa quý vị, thưa cô, tôi tên là Nhật Tân. Và cái nhiệm vụ của tôi trong cái trung tâm Nhật Trường là cố vấn về trang phục quân sự, tức là hướng dẫn cho các bạn trẻ cách sử dụng cầm súng như thế nào, cách đội nón và cách chào như thế nào để diễn cho cái trung tâm Nhật Trường. Dạ anh cho em hỏi là vào anh có từng tham gia vào quân đội trước đây không ạ? Thưa cô và kính thưa quý vị, trước đây tôi đã từng là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó tôi được qua Mỹ để định cư. Và vì vậy cho nên chúng tôi cũng có một số kiến thức căn bản về vấn đề quân sự, và do đó cho nên mới được trung tâm Nhật Trường mời đảm nhiệm cái nhiệm vụ là coi như cố vấn về vấn đề trang phục quân sự, cách thức chào kính, cách thức cầm vũ khí, cách thức tấn công như thế nào, để hướng dẫn lại cho các bạn trẻ để có thể diễn sao cho đúng, cho thực tế, đúng với chiến trường và đúng với cái tư thế của một người lính. Em cảm ơn anh. Cho em hỏi anh một câu là anh có cảm nhận gì về dòng nhạc của Trần Thị Thanh hay là Nhật Trường? Thưa cô và kính thưa quý vị, đối với chúng tôi, những người lính trước đây, thì những cái dòng nhạc của nhạc sĩ Trần Thị Thanh, tức là ca nhị sĩ Nhật Trường, là một cái món ăn tinh thần đối với anh em lính. Chính nhờ những dòng nhạc của Nhật Trường mà chúng tôi cảm thấy là cái đời lính sẽ được thi vị hóa, và chúng tôi cảm thấy là sẽ yêu đời lính hơn. Và như vậy tức là phải nói là nhạc sĩ Trần Thị Thanh đã có một công rất lớn trong những cái vấn đề trên lĩnh vực âm nhạc, đem lại những cái niềm vui, những cái sự thích thú, những cái cảm nhận của những người lính tại chiến trường trong cái cuộc chiến, trong mùa chinh chiến trước đây. Em cảm ơn anh Nhật Tân rất là nhiều. Chị chào em. Chào chị. Cho chị hỏi em tên gì? Mimi ạ. Mimi đang làm gì ở đây vậy em? Em là stage manager cho cái chương trình 40 năm mùa hè đỏ lửa của trung tâm Nhật Trường hôm nay. Và chị biết không, nhìn xung quanh đây là những đứa nít em đang chuẩn bị cho những bạn trẻ nhỏ đây nè. Sẽ làm diễn viên minh họa cho chương trình. Ngoài ra thì chương trình là rất là tâm huyết, khi mà mọi người từ những đứa con nít 3-4 tuổi thôi tới những người thanh niên trẻ rồi những người lớn, mọi người rất là tâm huyết cho chương trình này. Cái cơ duyên nào đã đưa Mimi đến với chương trình này? Dạ cơ duyên, nói về cơ duyên thì cũng rất là tình cờ thôi. Là nói về Nhật Trường Trần Thiện Thanh thì mọi người ai cũng biết hết, là một người nhạc sĩ rất là nổi tiếng và có những bài ca bất hủ đó. Thì Trần Thiện Thanh cũng là một người nhạc sĩ, ca sĩ mà em rất là hâm mộ. Thì lúc mà nghe
Ở Houston có một trung tâm mà mang tên ông đó, thì ai cũng muốn tham dự hết. Thì em cũng tình cờ em cũng đi tới đăng ký vậy thôi nhỉ, rất là tình cờ. Chị cảm ơn Mimi nhiều lắm. Giờ này anh ở đâu? Oh, cái gió nào mà thổi em tới đây? Dạ, tại vì em tò mò, em giống như em tự nhiên em nghe về trung tâm entertainment Nhật Trường, em muốn biết cho nên em tới đây. Cho em hỏi anh tên của anh và anh làm gì ở đây được không ạ? À, trước tiên thì Thanh Toàn xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Global. Anh chào cô Ngọc Hân, em biết anh mà anh biết em thêm. Anh rất là cảm ơn Bâm Giám Đốc đã dành cái thời gian mà Ngọc Hân tới đây. Thế thì bây giờ khi mà đã tới thăm trung tâm Nhật Trường, em muốn biết về cái gì? Dạ em muốn biết, em cũng như là quý vị khán giả muốn biết hết tất cả. Thì em đi từ ngoài vô là em cũng gặp được một số người rồi. Anh cho em biết là trung tâm của mình được coi như là được bắt đầu chuẩn bị để mà cái quá trình để chuẩn bị được cái trung tâm này là khi nào ạ? Khi mà đây là một cái sự ấp ủ mà anh từ có thể nói là từ 7 năm trước, khi mà bố anh thở cái nhịp thở cuối cùng thì anh đã nghĩ là anh sẽ làm một cái điều gì đó để cái tên của bố anh cái sự nghiệp của mình phải sống lại. Vì ông còn rất muốn hoạt động cho nên là anh muốn tên của ba anh phải sống lại. Bằng cái sự cố gắng của riêng anh và cùng với tất cả mọi người thì ngày hôm nay Nhật Trường em cũng mong anh thực hiện trở lại được. À, quý vị, Ngọc Hân rất là bất ngờ là anh là con trai của nhạc sĩ Nhật Trường hả anh? Con trai trưởng. Em chỉ tưởng anh là một nhạc sĩ hay là gì, em không hề biết anh là con trai của nhạc sĩ Nhật Trường. À, anh Toàn có thể giúp cho Ngọc Hân tìm hiểu thêm về ban giám đốc của trung tâm Nhật Trường được không? À, có một điều đặc biệt là trung tâm Nhật Trường hình như là không có ban giám đốc. Vì ai cũng là như nhau hết, tất cả mọi người, tất cả những anh em nghệ sĩ đều ở lại làm việc với nhau. Tuy nhiên Nhật Trường Entertainment là Nhật Trường Entertainment Corporation. Tôi là một công ty có hội đồng quản trị, có nhưng mà hội đồng quản trị không có xen vào trong cái công việc nghệ thuật của trung tâm. Đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt. Nhật Trường Entertainment hoàn toàn là phục vụ cũng như là làm những cái chương trình mang cái tính chất là âm nhạc nghệ thuật và không có một cái sự điều khiển hay là áp lực nào, kể cả từ hội đồng quản trị. Anh cho Ngọc Hân biết là ai là cái người chịu trách nhiệm chính cho cái chỉ đạo chương trình về văn nghệ? Cho tới giờ phút này thì anh vẫn còn được cái sự tin tưởng của hội đồng quản trị như là nhiều người, và anh là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả những cái sự dàn dựng chương trình. Nhưng ở đây thì anh cũng xin phép là cảm ơn. Ví dụ như là dàn dựng một cái chương trình về lính như thế này thì anh phải kêu gọi các chú, các bác, những người mà đã từng mặc đồ trận mang về show để họ cố vấn cho mình từng cái phong cách, khiến cái người lính tự trận như thế này. Anh muốn tái tạo là một cái hình ảnh rất là rõ ràng, đẹp. Ta vẫn chung đôi. Giờ này anh ở đâu? Tây Ninh tiếp mừng. Anh Toàn có thể cho Hưng biết là chương trình của mình đã được chuẩn bị được tới chừng nào rồi anh? Có một cái điều là, thưa quý vị, là khi mà Thanh Toàn mà đứng trước những cái người đẹp của tự nhiên mình cảm giác là mình hơi bối rối một chút. Thật sự ra mà hỏi anh đó là cái chương trình nó tới đâu anh cũng không biết là như thế nào để mà nói với lại quý khán giả của Global. Tuy nhiên, thưa quý vị, là phải nói là cho tới ngày hôm nay cái phần dàn dựng, như là quý vị cũng thấy là khi mà dàn dựng những cái giây phút sau cùng của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, phải nói là Thanh Toàn rất là gửi ý ở cái chỗ là các bạn trẻ, những người trẻ ngày nào mình tái tạo là một cái hình ảnh mà như là ngay cả anh Nghĩa là producer hay là nhạc sĩ Võ Đức Phương, các anh đã không có nén được xúc động của nó, là rồi thế lính của mình đẹp quá, lính của mình hào hùng quá. Thì đây là một trong những cái sự thành công của chúng ta, như là mình đã tạo được trong cái nhạc sĩ. Về cái chương trình này thì đây là một cái sự tập dượt khá công phu, là tại vì chúng tôi phải tập dượt ở Houston rồi lại phải nối với lại các nghệ sĩ từ California. Và thưa quý vị, là hôm nay thì phải nói là Nhật Trường Entertainment có thể nói là chúng tôi sẵn sàng để hát hầu quý vị với chương trình tưởng niệm 40 năm cho người lính hào hùng Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Ngọc Hân cảm ơn anh rất là nhiều và Hân chúc cho chương trình mình thành công rực rỡ. Anh ở đâu, giúp Mỹ hay Lam Sơn, giờ này anh ở đâu, đồng đế nắng mưa thao